Để cho chất hữu cơ ít có công thức phân tử là C8H12O4 yêu cầu chúng ta như sau. Cho biết phản ứng này đúng tỷ lệ mol em nhé. Phát biểu nào sau đây là không đúng. Đầu tiên bạn đi tính K của hợp chất hữu cơ cho thầy bằng bao nhiêu? K của C8H12O4 bằng K bằng 3, đúng rồi. Rồi. Ở đây chúng ta có niềm tin ở phản ứng số 2. X2 ra E, đúng không? Từ X mà ra E như vậy. Chúng ta nhìn thấy này. Từ X2 mà ra E này thì điều chứng tỏ là trong X này chúng ta sẽ có một liên kết đôi CC. Được chưa? Được chưa bạn ơi? Đó. Như vậy đây, từ dựa vào hai này thì C đã X chúng ta có một liên kết đôi CC. Và ở đây nó K bằng 3 thì nó có hai nhóm chất COO, COO. Điều quan trọng là mình kiểm tra nó có dạng gì, nó là nô tiếp hay không nô tiếp, thế thôi. Bây giờ ta kiểm chứng này. E tác dụng với nào hát theo tỷ lệ mol 1:2. Như vậy á, để mà nó tác dụng với nào hát theo tỷ lệ mol 1:2 thì X của chúng ta là có hai nhóm chất COO, đúng không em? Đúng chưa? Hai nhóm chất COO. Tỷ lệ mol 1:2 để tạo ra Y và T. Như vậy ở đây chúng ta có mà Y lại ra F. Ừ, câu này hơi hơi hay nhỉ. Rồi bây giờ mình thử phỏng đoán đi. Bây giờ mình thử phỏng đoán cái công thức của thằng này. Bây giờ thầy sẽ cho thằng này có một liên kết đôi nằm ở bên ancol. Bây giờ cái đó thầy sẽ tạo ra thằng Y, thằng thử coi thử. Bây giờ mình giả sử liên kết đôi nằm bên này đi. Liên kết đôi nhỏ nhất là CH2. CH nó đồ CH2. Nếu mà như vậy em có bao nhiêu C rồi? 4C. Đúng không ạ? 4C thì bây giờ tổng mình mấy C? 8C. Bây giờ chúng ta chia như thế nào? Chia một cách tương đối em nha. Chia thầy chia thử nha. Cái này hơi căng tí. Bây giờ chúng ta thử đi. Chúng ta dựa vào cô, chúng ta giả sử một trong này có một câu đúng đi, để chúng ta kiếm được chính xác này. Bây giờ giả sử đây thầy cho là D là đúng đi, vì đây người ta cho không đúng mà, hiểu không ạ? Đúng không ạ? Mà câu C của chúng ta này, C chúng ta E lại te no hai chiếc mẹt hở, đúng không? Đúng rồi gì nữa, câu này chắc chắn là đúng rồi, không cần phải suy nghĩ nữa, bởi vì từ e te không no cộng cho hydro để tạo thành e te no, được chưa bạn ơi? Rồi tiếp tục. T hòa tan được COH 2 lần trong môi trường kiềm. Như vậy T ở đây là ancol mấy chức? Ancol mấy chức? Ancol hai chức, đúng không? Được các bạn ơi. T là ancol hai chức. Được chưa nè? Như vậy T là ancol hai chức, như vậy điều này chứng tỏ là nó đi từ hai axit đơn chức. Được không ạ? Như vậy bây giờ mình giả sử câu B trước đúng đi. Giả sử câu B đúng. Câu vựng trái là không có niềm tin chính xác đâu. Bây giờ thầy giả sử câu B đúng thì bây giờ thầy giả sử này. Cái thằng mà có số C nhỏ nhất ở đây là thằng này. Được bạn ơi. Rồi nghe kỹ nha. Rồi. Bây giờ á khi mình như vậy trong này chúng ta còn lại là 4C thì chia đều. Vì sao chia đều? Vì mình nhìn thấy này. Ở đây X và E là chỉ là gì thôi? Chỉ thay đổi là chỗ cộng hydro thôi. Đúng không ạ? Khi đó nó tạo ra Y. Mà ở đây người ta nói như thế này tức là gì, y chúng ta có thể điều chế ra z hoặc z điều chế đây, hiểu không ạ? Như vậy trong trường hợp này nó còn lại 2C ở trên và 2C ở dưới, và ở đây theo điều yêu cầu chúng ta là còn một liên kết bi, như vậy thầy cho liên kết bi nằm dưới đây. Như vậy đây là CH 3 CH2 CH2 CH này, được chưa bạn ơi? Cái đó thì đây là chất X này, cái đó mình sẽ tìm được chất Y. Chất Y của chúng ta này, chúng ta hiểu như thế này. Vì x no thì tạo ra e no, e no thì y này no, như vậy y chúng ta sẽ chọn cái muối có chứa gốc axit no, CH3, CH2, COO, Na, và thằng Z bây giờ sẽ là CH2 nối đôi CH, COO, Na, thằng Z, xin lỗi thằng T, T bây giờ là CH2, CH2, OH, OH, được chưa? Rồi, bây giờ thằng thằng E mình bây giờ sẽ là gì? Đây, thằng E thì nó biến liên kết đôi này thành liên kết gì? Liên kết đơn, đúng không ạ? Như vậy nó là CH3 CH2 CH3 CH2
CH2 đó. Bài này không dưới đáp án thì bài này mà làm hơi lâu, bây giờ cái đó như mình thủy phân này, thủy phân thì nó tạo ra cái thằng đây CONa của A này, A này, T là thằng này, được chưa? Đi cho bạn ơi, được chưa nào? Rồi như vậy đúng hết rồi nè. Như vậy nếu như vậy thì thằng F của mình bây giờ là gì? F bây giờ sẽ là CH3 CH2 COOH, được chưa nào? Ha? Rồi bây giờ như vậy chúng ta sẽ kiểm tra câu A và câu D nữa thôi. Câu D này, F là axit propionic, đúng luôn. Như vậy câu sai đây là câu A, chứng minh. Đốt cháy 1 mol Z thì cần 3 mol CO2. Ở Z chúng ta đâu? Z đây. Chúng ta gom lại Z đi. Z bây giờ là gồm C3H3O2Na ha. Được chưa nào? Tác dụng với oxy. Thì thông thường các bạn bị sai cái chỗ này. Ở đây nó tạo ra CO2 này, nước này và Na2CO3, em hiểu không? Rồi, mình cân bằng. Đầu tiên chúng ta đi cân bằng natri trước. Natri bên phải là 2, bên trái là 1, như vậy đặt đây 2. 6 carbon. Nó bị lỗi gì ta? Đây. Bên này chúng ta đặt đây 2 này, 6 carbon mà bên này là 1 carbon thì bên này còn lại là 5. 2 x 3 là 6 hydro, hiểu không em? 6 hydro thì 3 nước. Được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này 1 mol thằng này thì chỉ tạo ra 2,5 mol CO2 thôi. Thì thông thường các bạn không ghi cái Na2CO3 ra, hiểu chưa? Và dẫn đến sai. Như vậy sai ở đây là câu A, hoàn toàn chính xác luôn. Mấu chốt ở đây là bạn phải biết cái khi mình phỏng đoán được rồi đó, sơ bộ rồi đó, thì chúng ta dựa vào đáp án chúng ta chọn. Vì trong này có một cái sai thôi mà, thì mình giả sử những cái đúng đi, được chưa? Chúng ta sẽ biết chính xác được. Được bạn ơi. Và mấu chốt ở đây theo thầy phân tích thì nó sẽ nằm ở phản ứng ngay. Vì sao vậy? Vì này, vì bạn biết là gì? Cái một phương trình 1 và phương trình 3 khác nhau ở chỗ là gì? Một này là tạo ra y và z, còn 3 này tạo ra 2y. Như vậy điều này chứng tỏ là từ z có thể biến thành y bằng cách cộng hydro, hiểu chưa? Đó, như vậy mình sẽ chọn z là thằng có chứa liên kết đôi CC, còn thằng thằng y là thằng có chứa liên kết đơn.